Kênh Ăn Lời TK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú các anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với nhà vườn Mạnh Tường, địa chỉ xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn Mạnh Tường. Rồi, chào Tường. Dạ, Tường xin chào bà con chú bác anh em gần xa. Và bữa nay Tường cũng mới về, cũng được 25 cây nguyệt quế các bà con, với hai cây khế gân. Hai cây khế gân là khế gân, cái dòng này là dòng nó u cục cục các bà con, trái chua trái chùm khế gân. Mà dưới 25 phôi nguyệt quế. Xin giao lưu với chú bác anh em gần xa. Mà từ cảm ơn bà con chú bác anh em gần xa, mấy clip vừa rồi cũng đã ủng hộ cho Tường, Tường mang ơn rất là nhiều à. Quê quán của Tường là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039 các bà con, Zalo luôn. Bây giờ xin phép bà con là vô cây số 1 là cây khế gân các bà con. Cái này là khế gân nha bà con, khế gân ở huyện Bình Tân. Mình được hai cây khế gân. Dạ, chiều cao đo vị trí này là nó được là 62 chiều cao ra bà con. Tính 60 bà con ơi, chiều cao 60. Chiều cao 60. Hoành thân mình đo vị trí này là nó được 27 nha bà con. Hoành thân cây khế này được 27 hoành thân. Đế đặt nha bà con, củ nở. Dạ rồi, Tường được hai cây khế gân nha bà con. Cây số 1 là 1.500.000, là mình bao ship toàn quốc nha bà con. 1.500.000 cây khế gân mã số 1. Dạ rồi, Tường xin phép đỡ cây nha bà con. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 2. Đó là mình được hai cây khế gân. Mà bà con có chốt cây nguyệt quế hoặc là khế gân nó có lá có cành thì nhiều khi mình mà bó lại đâu đó đàng hoàng cho bà con là nó rụng lá hoặc là gãy một hai cành nhỏ nhỏ, bà con cũng thông cảm giùm nha bà con. Cây tàn cây chi cành dĩ nhiên phải ship tới nhà bà con thì nó không phải, nhiều khi nó rụng lá hoặc là nó gãy một hai được nhỏ là chuyện đó chuyện dĩ nhiên nha bà con, bình thường. Chiều cao là nó được 54. Chiều cao 54 nha bà con. Cái tán ngang đo vị trí này là nó được là 59. Đó, tán ngang 59, chiều cao 54. Đó. Bà con chú bác coi cho kỹ kỹ coi rõ giùm mình nha bà con. Thì mình đo kích thước thì bà con cũng đã biết, dưới phần mình coi kỹ kỹ ở ngoài ở trong sao ở ngoài vậy nha bà con. Cây này hoành thân mình đo vị trí này là nó được là 34 nha bà con. 34 hoành thân. Cây khế gân mã số 2. Cây này có giá là 1.900.000 nha bà con. Nó càng già là nó càng có u đều chân nha bà con. Dạ rồi, từng đón cây nha bà con. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 3. Là mình qua là nguyệt quế lá chung bông chùm nha bà con. Dòng này là dòng lá chung. Thân thì nó lắc lượng, co lắc, cây rất là già cây. Chiều cao là nó được 90. Tán ngang là nó được 74. Đó. Nó cũng hình thú thú nha bà con. Rất có duyên cây. Tường lên tường bán lô cây bữa nay là nói chung ra 2 triệu đổ lại nha bà con, 1 triệu mấy cho đến 2 triệu. Đây và cái chỗ này là nó co lắc rất là đẹp các bà con. Nó co lắc cây đây, nó co lắc nó cũng rất đầy có duyên lắm. Rồi để mình đo cái hoành nha bà con. Hoành thân mình đo vị trí này là nó được 25 nha bà con. Đo vị trí này được 25. Được kính bầu được 45. Cây mã số 3, cây nguyệt quế các bà con, có giá là 2 triệu đồng chẵn. Bà con về nó cái dòng này nó có lá tược sẵn nha bà con. Bà con về vô dây nhánh nó nhỏ nhỏ vô dây cũng rất là ngon nha bà con. Bà con về cứ để 4-5 bữa trong mát tưới nước là ra bông luôn đó nha bà con. Rồi đổi cây nha bà con. Kéo cái mày đi, kéo. Dạ, tiếp theo là mã số 4 nha bà con.
ở trong hình sao ở ngoài vậy đó bà con, y gan vậy đó, đo thì bà con đã biết cái kích thước. Để thôi mình nói trước để thôi bà con, nhiều khi mua cái cây về cái mình đo vậy, cái bà con về nhà nói cây sao nhỏ quá, không phải đo kích thước thì bà con không đã hiểu. Cái tán ngang nó được là 67 các bà con. Chiều cao mình đo vị trí này là nó được là 100 chẳng, 100 hơn 100. Đó. Cái lô cây này nói chung ra nó già cây, nó lắc cây rất là đẹp các bà con. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Chỗ này cái mặt cắt các bà con, không thành vấn đề, mặt cắt. Rồi quanh thân đo vị trí này là nó được 27 nha bà con. Quanh thân 27. Nó đế rất là đều các bà con. Cây này nó có kiểu hồi đầu. Dạ cây mã số 4 là 1.800.000 nha bà con. Nguyệt quế, dòng lá chung, bông là chùm. Dạ rồi đổi cây nha bà con. Dạ rồi tiếp theo mã số 5. Đó, thằng lắc. Rất là dễ chịu, rất là có duyên cây nha bà con. Tán ngang được 49. Chiều cao lại nó được 120. Chiều cao 120 nha bà con. Đường kính bầu này 45, 43. 43 cho đến 45. Đường kính bầu. Nó già cây thì nó cũng cục cục nha bà con. Lắc cây lắm, đẹp. Hoàn thân vị trí này đo đúng 30 nha bà con. Đó, đo vị trí đó được 30. Dạ rồi cây mã số 5 1.600.000 bà con ơi. Là mình bao gồm phí ship rồi đó nha bà con. Cứ thích cây nào thì alo từ từ gói gửi đâu đó cho bà con đâu đó đàng hoàng. Dạ mã tiếp theo là mã số 6. Về bà con để trong mát, bà con chốt cây mấy cây tàn là về bà con để trong mát khoảng chừng 5-7 bữa là nó ló tược luôn. Ủa, cái nó ló bông luôn hả nha bà con. Cây này chiều cao 1m4 nha bà con. Chiều cao 1m4. Tán ngang được 59. Tán ngang 59, chiều cao 1m4. Mã này mã số 6 nha bà con. Mình đo hai vị trí các bà con, vị trí này là nó được 32. Còn trên đây là nó được 23. Đó. Cây mã số 6 1.500.000. Đẹp lắm nha bà con. Gốc rễ đồ co lắc u nàng đồ, đẹp lắm. Dạ rồi đổi cây nha bà con. Rồi tiếp là mã số 7. Dặn cây, cái lô này nó dặn cây dữ lắm nha bà con. Tán ngang là được 60. Chiều cao là được 118. Chiều cao 118. Rồi hoàn thân đo vị trí này nó được 30. Dạ cây mã số 7 là 1.600.000 nha bà con. Nó dặn cây từ đây xuống đây luôn, nó dặn cây rất là đẹp nha bà con. Rồi cây mã số 7 là 1.600.000 nha bà con. Dạ rồi tiếp theo là mã số 8. Mình để tàn gì về bà con mau có bông lắm bà con ơi. Vì bà con để trong nhà cứ khu ra để trong nhà tưới nước ướt là khoảng 4-5 bữa sau, 3-4 bữa sau là ló bông thơm dữ lắm luôn đó. Tán ngang là được 80. Chiều cao là được 120.
Cây này mã số 8 nha bà con. Rồi mình đo vị trí này nó được 30. Đo vị trí nó được 30. Cây mã số 8 1.500.000 nha bà con. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Rồi từng đó cây nha bà con. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 9. Đó, dặn cái cây từ trên tới dưới luôn. Tán ngang được 50. Chiều cao được 100. 103. Quê quá tường ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039 nha bà con, Zalo luôn. Mình đo vị trí này là nó được 25 hoành nha bà con. 25 hoành, đo vị trí đó. Còn xuống đây là nó được 30. Đấy, điều lắm nha bà con. Nó bài với một bãi gì đó. Dạ rồi, mã tiếp theo là mã số 9 là 1.500.000. 1.500.000 nha bà con. Rồi, từng nấu cây. Dạ rồi, tiếp theo mã số 10. Cây này chiều cao đó 1m27 nha bà con. Chiều cao 1m27. Bông thơm lắm bà con ơi. Rồi mình đo hoành vị trí này nha bà con. Được 29. 29 hoành nha bà con. Đo vị trí đó. Để điều nở nữa. Dạ rồi, cây mã số 10 1.700.000 nha bà con. Dạ rồi, đổi cây nha bà con. Dạ, tiếp theo là mã số 11. Lắc cây nha bà con. Dặn cây, rất là khéo cây. Tán ngang được 70. Chiều cao được 1m3. 1m30. Cây nó sạch cây nha bà con. Mà nó có dáng thế co lắc đồ dặn mình rất đẹp. Quả thân được 22. Còn đôi vị trí này nó được 30. Dạ, cây mã số 11 các bà con. 1.600.000. Cây này về trồng vô chậu có tàn ở trên bông trắng cho bà con, đẹp lắm. Còn nhìn ở dưới thì nó co lắc, nó dặn mình, khéo cây lắm nha bà con. Rồi, một cây mã số 11, 1.600.000 nha bà con, mã số 11. Rồi, tiếp theo là mã số 12. Cây nào cũng là già cây nha bà con, mà nó co lắc, nó dặn mình. Tán ngang cây này được 73. Chiều cao thì được 1m4. Mã số 12 nha bà con. Hình đẹp lắm bà con ơi. Quả thân vị trí này là 25. Để điều bài thân thì gốc quỳ nha bà con. Khéo cây. Dạ rồi, cây mã số là 12 là 1.800.000 nha bà con. Cây mã số 12 1.800.000. Bao gồm phí ship rồi đó nha bà con. Rồi đó cây bà con ơi. Tiếp theo là mã số 13 nha bà con.
Mã số 13. Bán ngang là nó được là 84. Chiều cao là được là 92. Hoặc thân đôi vị trí này là nó được 24. Mỗi cây nó đẹp, mỗi cái dáng đó nha bà con, mỗi cái nét của nó. Cây nào cũng khéo cho bà con ơi. Dạ rồi, cái mã số 13, 1 triệu 6 nha bà con, 1 triệu 600 ngàn. Dạ, mã tiếp theo là mã số 14. Bán ngang là nó được 50. Chiều cao là được 120. Mã số 14. Rồi đo vị trí này được 26 hoành thân. Đường kính là được 40. Cây mã số 14 nha bà con, 1 triệu 700 ngàn. Rồi mã tiếp theo là mã số 15. Bà con chú bác anh em xem kỹ kỹ mà có chốt thì nhớ ngày nhớ mã số giùm mình nha bà con. Bán ngang được 50. Chiều cao được 118. Để đại đi bưng lên. Mã số 15 nha bà con. Hoàn thân vị trí này nó được 30. Đó, vị trí đó được 30. Đường kính này được 45. Dạ rồi, cái mã số 15, 1 triệu 600 ngàn luôn bà con ơi. Bao gồm phí ship rồi. Nguyệt quế lá trung bông chùm, bông trắng, bông 5 cánh nha bà con. Thơm dữ lắm luôn. Rồi, đó cây. Rồi, mã tiếp theo là mã số 16. Bán ngang thì được 58. Chiều cao thì được 107. Và thân vị trí này nó được 28. Cây mã số 16, 1 triệu 700 ngàn nha bà con. À. Rồi đó cái bà con. Tiếp theo là mã số 17 nha bà con. Cái này gửi Việt Heo bà coi, Việt Heo ăn có mắt lắm. Chiều cao cái này 1m7 cho bà con. Chiều cao 1m7. Tán ngang thì được 59. 58, 59 tán ngang á. Già cay lắm nha bà con, nó có cục 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 chân. Hoàn thân thì được 25. Rồi cái mã số 17, 1 triệu 800 ngàn nha bà con. Cái này về bà con trồng đi, bông trắng giả cây luôn, nó thơm dữ lắm luôn. Rồi đó cây bà con ơi. Dạ rồi, tiếp theo mã số 18. Cái này cây da láng nha bà con.
da trắng mà nó láng vo cây hả? Chiều cao được 117, tán ngang là được 60. Cái này nó lắc cây rất khéo các bà con. Cái mã số 18 các bà con, cây này da trắng, da nó láng vo hả? Da trắng là da láng đó. Hoạch thân thì được 27 nha bà con. Hoạch thân đo vị trí này được 27. Rồi cái mã số 18 1.700.000 nha bà con. Rồi đổi cây nha bà con. Rồi tiếp theo mã số 19. Cành này qua cành nọ nó được 49. Chiều cao thì được 115. Dặn cây chi cũng đều nha bà con. Dặn mình cây rất khéo. Quả thân thì được 28 nha bà con. Đo vị trí đó được 28. Đường kính này được 43, 44. Cây mã số 19 các bà con, 1.700.000. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Thơm lắm nha bà con. Để gò từ đỡ cây bà con ơi. Mã tiếp theo là mã 20 nha bà con. Tán ngang được 63. Chiều cao thì được 120. Nguyệt quế mà kiếm thân gốc gì cũng nói chung là không phải khó nha bà con, nó dặn cây, nó co lắc nha bà con. Xù cục cục. Rồi hoành vị trí này nó được 28. Đường kính bầu thì được 40. Cái mã số 20 1.700.000 nha bà con. Để gọi từng nốt cây. Tiếp theo là mã số 21. Đó. Lắc lượng từ trên tới dưới các bà con. Mã số 21 các bà con. Chiều cao 1m3, 1m30. Chiều cao 1m30 các bà con. Cây đẹp cây bà con ơi. Rồi đo hoành thân vị trí này là nó được 27 nha bà con. Đo vị trí đó được 27 hoành thân. Cái này nó co lắc lắc lượng từ trên tới dưới luôn nha bà con. Khéo cây lắm. Dạ cây mã số 21 1.700.000 luôn nha bà con. Rồi từ xuống cây nha bà con. Tiếp theo là mã số 22. Chiều cao được 125. Hoành thân như chiếc này là nó được 28. Được 28 hoành thân. Đường kính thì nó được 43. Kính bầu 43. Cây mã số 22 1.600.000 nha bà con. Quê quán của Tường là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nha bà con. Số điện thoại là 0949 866-039 nha bà con, Zalo luôn. Dạ rồi tiếp theo cây này mã số 23. Tiếp theo là mã số 23 nha bà con. Chiều cao cái này nó được 115. Cây đóng cây cũng khéo lắm nha bà con.
Nguyệt quế lá chung bông chùm, bông thì màu trắng, 5 cánh. Cái này được kính bầu được 39-40, kính bầu 39 đi. Co lắc, cây gắt khéo nha bà con. Rồi vị trí chỗ này đo là nó được 27 hoành thân. Ống khéo cây lắm nha bà con. Cây mã số 23, cây này 1.600.000 nha bà con. Co lắc từ trên tới dưới luôn bà con ơi. Rồi từ đó cây nha bà con. Dạ mã tiếp theo là mã số 24. Tán ngang thì được 50. Chiều cao thì được 100. Tán ngang 50, chiều cao 100 nha bà con. Rồi hoành đo vị trí này nó được 29. Cây mã số 24, 1.700.000 nha bà con. À, gò từ đó cây nha bà con. Dạ tiếp theo là mã số 25. Tán ngang được 50. Chiều cao được 117. Nó chung chung cây nha bà con. Mà để khéo lắm. Cây dán cây khéo lắm nha bà con. Hoành thân thì được 25. Đó vị trí đây hoành thân 25. Cũ đế gì lắm nha bà con. Cái mã số 25, 1.500.000. Rồi đó cây nha bà con. Dạ tiếp theo mã số 26. Còn cây nữa hết rồi bà con. Tán ngang được 45. Chiều cao thì được 120. Mã số 26 nha bà con. Hoành thân vị trí này nó được 25 luôn. Để đều nha bà con. Đều bốn mặt. Mã số 26, 1.700.000 nha bà con. Vì bà con mình quán mình gửi cho bà con là bà con về tới nhà bà con khui ra tới nước sương sương lại ít bữa là lên ló bông trắng trong nhà cho nó thơm lắm. Rồi đó cây bà con ạ. Dạ rồi mã tiếp theo nha bà con là mã số 27. Mã số 27 là mã cuối nha bà con. Cái này 2 triệu bà con ơi. Cái này trực. Trực nó hơi lắc lắc rồi nha. Chiều cao là được 100. Tán ngang đôi vị trí này nó được 90. Cái mã số 27 là mã cuối clip nha bà con. Dạ rồi đó, hoành thân vị trí này nó được 35. Đo vị trí này được 35. Đường kính bầu được 43. Dạ rồi, cây mã số 27 là mã cuối nha bà con, là nó có giá là 2 triệu đồng chẳng nha bà con. Dạ rồi, tường cuối clip tường chúc bà con làm ăn dồi dào sức khỏe à. Mà tường chúc bà con là xem kênh, ủng hộ cho kênh và ủng hộ cho tường bông hai cây về chơi nha bà con. Quê quán của tường là huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại là 0949 866 039 nha bà con. Rồi tường hẹn bà con chú bác anh em gần xa, hẹn gặp lại tường lại clip sau ạ. Dạ rồi tường xin chào bà con luôn ạ. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý liên hệ với nhà vườn Mạnh Tường. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.